Hello, hello, xin chào tất cả mọi người. Thật ra thì lâu lắm rồi Nhi không có ngồi xuống để làm một cái clip chia sẻ với mọi người về cái bí quyết làm đẹp cũng như là chăm sóc cơ thể của mình. Bởi vì công việc của Nhi khá là bận, nhưng mà gần đây thì Nhi có sử dụng một sản phẩm này và cảm thấy rất là tâm đắc luôn, cho nên Nhi nghĩ là nhất định phải chia sẻ với mọi người thôi. Đó chính là sản phẩm viên uống thảo dược tăng cân của Tamino. Các bạn ơi, thật ra con gái của tụi mình nó không phải cứ gầy thật gầy là đẹp đâu, mà chúng ta cần phải có một cơ thể thật là cân đối nè, thì chúng ta mặc đồ mới đẹp được, và cũng như là cái làn da của mình nó cũng sẽ căng mịn và hồng hào hơn. Nhưng mà có một khoảng thời gian trước Nhi bị stress, cho nên là mình rất là chán ăn và buổi tối ngủ không được, cho nên cơ thể của mình đã gầy đi rất là nhiều và cái làn da của mình nó cũng khô và sạm đi rất nhiều luôn. Có một cái người chị đã giới thiệu cho Nhi cái sản phẩm viên uống tăng cân Tamino này và mình đã sử dụng và cảm thấy rất là hài lòng. Trong một cái khoảng thời gian một tuần đầu tiên mà Nhi sử dụng thì Nhi cảm thấy là không có cái hiệu quả gì rõ rệt hết, nhưng mà bắt đầu từ tuần thứ hai thì Nhi thấy là mình thèm ăn và ăn ngon hơn, ngủ cũng ngon giấc hơn rất là nhiều nữa, cho nên là mình cảm thấy rất là có động lực và Nhi đã kiên trì sử dụng trong khoảng một tháng và cân nặng của mình lên, Nhi lúc nhớ lúc đó là lên tầm 2 kg. Lúc đó mình rất là vui. Sau khi sử dụng hết 2 tháng thì cân nặng của Nhi lên tới 5 kg là các bạn, quá tuyệt vời luôn đúng không ạ? Các bạn chắc là cũng thắc mắc là tại sao cái viên uống Tamino này lại có tác dụng như vậy đúng không? Thì Nhi cũng chia sẻ với các bạn luôn. Đó chính là theo Nhi tìm hiểu trên mạng thì cái sản phẩm Tamino này có thành phần từ whey protein được nhập khẩu từ Mỹ, cũng như là cái thành phần giúp cho chúng ta có thể hấp thụ chất dinh dưỡng một cách tốt hơn, từ đó giúp mình có thể tăng cân một cách tự nhiên và hiệu quả hơn nè. Và tính cái khoảng thời gian mà sau khi Nhi ngưng sử dụng cái viên uống này khoảng chừng 2 tháng rồi mà cái cân nặng của mình vẫn giữ nguyên và mình vẫn cảm thấy ăn rất là ngon, ngủ ngon và mỗi sáng tỉnh dậy thì cảm thấy cơ thể của mình tràn đầy năng lượng.